Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình là Quân. Ngày hôm nay mình tiếp tục ra phần 4, đó là hướng dẫn các bạn Bui Kit Mini Sky Hunter sử dụng mốt bay, đó là VTOY các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ thực hiện đó là mai đen, tức là bay chuyến bay đầu tiên. Mình sẽ cất cánh lên và mình sẽ chuyển mốt và sẽ bay tất thử tất cả các mốt, xem là máy bay nó hoạt động nó có ổn định hay chưa. Nếu mà chưa thì mình sẽ cần phải tune thêm, tune đây tức là mình sẽ tune pit hoặc là mình sẽ chim chủng các thứ cho máy bay nó ngon lành nhá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho máy bay cất cánh lên nhá. Trước khi cất cánh lên thì trong cái lúc chuyển mốt có một cái lưu ý cho các bạn như này nhá. Thì bây giờ mình sẽ lưu ý. Đây là cái lưu ý mà mình đã gặp phải khi mà mình có những chuyến bay trước để test ấy. Thì khi mà mình thực hiện đó là chuyển mốt từ VTOY sang mốt cánh bằng, thì như cái ở cái mẫu trước là mình build là dạng là chip copter, thì khi mà chuyển mốt chúng ta có thể là tùy ý kéo cái cần pit này để mà lưng đầu lên, ngẩng đầu lên. Nhưng mà trong cái kit là quad parallel này, tức là sử dụng 4 động cơ, nếu mà chúng ta đang ở mốt quad mà chuyển sang mốt cánh bằng mà chúng ta kết hợp kéo pit lên như này thì lập tức là quad của chúng ta nó sẽ hiểu là bay lùi chứ không phải là ngẩng pit lên các bạn ạ. Thành ra là trong khi mà chuyển mốt chúng ta chỉ việc đó là lưng ga, đẩy ga mạnh lên và cần bên này chúng ta để nguyên nhé, không được chạm vào đến trong khi mà khoảng 5 giây, tức là sau khi mà máy bay nó đã chuyển mốt thành công thì lúc đấy chúng ta mới thực hiện đó là cua trái cua phải cũng như là đẩy lên đẩy xuống nhá. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta mà không kiểu dạng trong chuyển mốt mà chúng ta cứ kéo này ấy, thì lập tức là máy bay của chúng ta nó gần như là sẽ không chuyển mốt nữa, nó cứ ở vừa mốt cánh bằng lại vừa mốt VTOY đó, thành ra là nó rất là dở. Thì mình đã gặp và mãi đấy là mình mới phát hiện ra là do thao tác của pilot sai. Thì các bạn lưu ý nhá, khi chuyển mốt chúng ta chỉ việc đẩy ga thôi, không cần phải làm gì cả, lúc đấy là máy bay nó sẽ tự làm việc còn lại nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cấp pin và chúng ta sẽ cùng bay lên nhá. Và bây giờ mình sẽ thực hiện đó là cất cánh lên nhá. Chúng ta đã lên khởi động này, bây giờ mình sẽ lên này. Đấy nào, hơi có gió một chút nhưng không sao, chúng ta sẽ chuyển mốt nha các bạn nhá. Mình sẽ chuyển mốt lại này, đây toi này. Rồi, bây giờ nó mới nhận diện được này. Các bạn để yên nhá. Respect, xong. Đó, như vậy là mình đã chuyển xong nhá các bạn nhá. Đó. Thì trong trường hợp mà chúng ta mà chuyển thừa thì chúng ta sẽ về lại VTOY và cho chuyển lại nhá. Đấy là một số cái là mình đã thấy là vì khả năng là do gió nó đẩy đi và tốc độ min của nó chưa đạt chuẩn. Đó, bây giờ mình sẽ bay vòng vòng một chút nhá. Hiện tại thì mình có gắn thêm camera Go 2 ở đằng sau đít, thì các bạn có thể thấy là sẽ nhìn thấy toàn máy bay, còn ở bên mặt dưới mặt đất thì sẽ không nhìn thấy máy bay cả đâu, mà chúng ta có thể xoay được camera pan. Đó, sẽ xoay như này. Ngày hôm nay thì cũng có chút gió các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bay xuống dưới đấy nhá. Mình đang ở trong cái mốt đó là FBVKA, nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi. Khá là êm các bạn ạ. Ok, có hai em nhỏ nhưng mà khá là ngại hay sao không ra đây. Rồi, chúng ta bay rất là nhẹ nhàng nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một chút đó là return to home nha. Bây giờ độ cao là 70m cơ à, cao không nhỉ? Mình sẽ cố gắng lấy thêm độ cao xong rồi bật đi chân tôi vô nhá. Ơ? Rồi, thì sau khi vừa mình đã gọi chính xác là đi nhặt máy bay về các bạn ạ. Thì mình đã xem lại DVR và mình sẽ show cho các bạn xem DVR từ vừa rồi đúng không? Thì các bạn được thấy là mình sẽ miêu tả với là mình muốn là nâng độ cao lên và sau đấy mình sẽ vào cái mốt đó là return to home. Tuy nhiên thì lúc đấy thì mình ga lên nó chưa thực sự được cao, thế là mình lại cho máy bay nó ngóc đầu cao quá,
nên là nó lên nó chậm quá, thành ra nó bị tốc độ thấp tốc stall. Lúc ấy là còn khoảng 35 km/h, mình thực sự lúc ấy lúc rất phân tâm các bạn ạ. Mình vừa câu chuyện là bảo là bên cạnh kia là có mấy đứa em nó không dây xem nhỉ, mình cứ dính đến là bất tập trung cái là nó xảy ra cơ sự ngay. Thành ra là lúc ý là tốc độ còn khoảng 35 và lập tức máy bay của mình nó bị stall, các bạn stall biết rồi đúng không, rất là nguy hiểm. Và độ cao lúc ý nó chỉ dựa 20m thôi, cho nên là mình không thể cứu được gì ngoài là mình tắt ram và đi nhặt thôi ạ. Trong đầu mình nghĩ là thôi xong rồi, quả này thấy nó có đất ra là nhặt kiểu gì cũng phải vỡ hoặc là gì ấy rồi. Nhưng mà rất là may mắn các bạn ạ, ra kiểm tra thì hoàn toàn là đất bùn nhá, tại vì ở đây lúa người ta chuẩn bị gặt thành ra là nó vẫn rất là mềm. Thì kíp của mình tổng thể nó chỉ bẩn thôi, và ở cái đầu này nó chỉ hơi lứt một tí, cái đoạn đầu này, còn lại tất cả mọi thứ vẫn là ok nhá. Đồ điện rồi động cơ bẩn các thứ về có mình về mình sẽ vệ sinh lại thì sạch sẽ, thì mình sẽ ra một clip phần 2 nữa các bạn ạ. Thì ra là clip đầu này nó hơi chủ quan, mình chắc chắn với các bạn đây là lỗi đến từ pilot, đến từ mình nhá các bạn nhá. Không để ý, không tập trung bay, để tốc độ quá thấp dẫn đến stall và máy bay của chúng ta đã bị xoắn la liễu cắm thẳng xuống, không thể làm gì được các bạn nhé. Chỉ trong vòng 2 giây là mình đã phải đi lụm rồi, gần như là không thể làm gì nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và trải nghiệm nó thú vị thì đừng quên ủng hộ mình bằng một like lên kênh để mình có thêm động ra những clip khác hay hơn nữa. Và ngày hôm nay tôi về mình sẽ vệ sinh lại kỹ này và mình sẽ ra tiếp một phần nữa, và sau đó mình sẽ bay gì cẩn thận hơn, chú ý hơn các bạn nhé, không để tình trạng như vừa rồi nữa nhá. Cảm ơn các bạn đã xem. Sau vài lần bay thì mình cảm nhận đó là cái quá trình chuyển từ mốt Vtoy sang cánh bằng của quad Valeo ấy, nó nhận diện nó chậm hơn so với cả chip copter. Tức là khi mình chuyển sang cái mốt cánh bằng thì phải là đến lần thứ hai thì mình mới chuyển thành công. Lần một thì mình cứ đợi mãi không thấy cái dòng nhận diện chuyển mốt thì mình đã phải vào lại Vtoy này, xong đấy vào lại cánh bằng thì lúc đấy mà nó mới nhận diện. Các bạn phải là đợi đấy cái màn OSD, chúng ta thấy là lần thứ hai thì lúc đấy là mình mới chuyển mốt thành công nhá. Đó, nói nha, mình đã cất cánh thành công và lần này mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ không bay chậm nữa. Mình sẽ cho tốc độ nó là phải trên 50 các bạn ạ. Lần trước bay toàn 4 mấy, sợ quá. Rơi quá, cũng hoảng. Ok, mình sẽ cho máy bay quay lại. Chúng ta sẽ bay nhẹ nhàng xem nào nhá, để cho máy bay nó quen quen đã. Chứ không như hôm trước là mình cũng thấy ghê đấy các bạn ạ. Thì có một cái kit mà để làm clip mà nó bị rơi thì nó cũng không hay lắm. Bây giờ mình sẽ lái một vài vòng trước cho nó êm nhé các bạn nhé, xem nào. Có vẻ là ga cũng cần phải hơi to. Mình sẽ canh khoảng 10-11A xem nào. Tốc độ cũng trên 50 rồi đấy, tuy nhiên cũng khá là tốn điện đấy các bạn ạ. Đâu rồi, mình sẽ cho quay lại đây nhá. Ngày hôm nay thì mình có xuất hiện thêm một cái app, đó là app Telemetry View này. Đấy, sử dụng được cho NRS các bạn nhé. Rồi, các thứ là mọi thứ là thấy mình ổn ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thử chế độ đó là Backroy này, tự auto ga xem nào. Đấy, auto ga thì cũng có vẻ là giảm ga khá là nhiều đấy. Máy bay bắt đầu trườn trườn xuống này. Cruise mode. Đấy, báo
hơi ảo các bạn ạ. Không sao, cái Lenichi nó chuyện nó có là bình thường. Ô, chuyển về FBWA đi. Đó, test cái tới mốt đấy thì ok, test mốt đấy thì mình nghĩ khả năng phải tăng ga các bạn ạ. Nó bay cũng hơi chậm chậm, mình thấy hơi ghê ghê. Đó thì bây giờ mình sẽ ra xa một chút, bật trình tự home xem nào nhá. Nào, gạt đi tương tư hôm nào. Đi tương tư lâu đây rồi. Bay chúng ta sẽ quay trở lại. Đó, sẽ bay về hôm. Chuẩn chỉ nha các bạn nhá. Như vậy là mốt đi tương tư hôm là ok. Máy bay bắt đầu đi xuống để mà hạ dần độ cao về thì cái mốc đó là 70 về hôm nhá. Ok thì mình sẽ tắt đi. Chúng ta sẽ quay trở lại FBWA. Đó thì như vậy là cái mốt bay đã ổn áp nhá. Đó, hôm trước hơi fail tí là tại mình bay tốc chậm. Ngày hôm nay rút kinh nghiệm thì mình đã bay tốc nhanh hơn. Mình thấy ổn áp hơn rồi đấy. Đấy. Ngoài ra thì muốn máy bay nó bay đầm hơn nữa thì chúng ta phải sử dụng đó là auto tune các bạn nhé. Tức là máy bay nó sẽ tự tune pitch cho chúng ta. Đấy. Với cả góc nghiêng này này, mình nghĩ là chúng ta cho nghiêng vừa vừa thôi. Nghiêng tầm 45 độ là nó sẽ đẹp nhất. Còn chúng ta cho nghiêng 55 độ thì nó hơi cua gấp. Thành ra là nó sẽ hơi ghê, các bạn có thể dẫn đến bị thất tốc ạ. Chúng ta sẽ bay nhẹ nhàng thêm một đoạn nữa nhá. Đấy, mình thấy là ổn áp ấy. Thì bữa hôm trước thì thiệt hại của mình cũng không có gì các bạn ạ. Nó chỉ bị bẩn và bị móp một ít ở đầu. Thì mình về mình đã xử lý tất cả mọi thứ ok rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ bay từ từ đi xuống này. Đấy, thì cũng giới thiệu các bạn là kit này mình đã sử dụng thêm một cái đó là cái camera pan này. Đấy, chúng ta có thể xoay ngang, xoay dọc. Đấy, thoải mái. Đó. Cái này kết hợp với cả heater check nữa thì thực sự là tuyệt vời các bạn ạ. Đó. Rồi mình sẽ xuống độ cao dần thấp nhá, để xong mình hạ cánh nha các bạn nhá. Thì buổi bay test làm clip các bạn thì cũng không muốn dài lắm. Anh tên lỏng hay sao nó cứ báo tên lên mình chỉ từ nãy giờ các bạn. Đấy, quay xoay đằng sau à. Xoay sang ngang này. Rồi, mình sẽ cua lại. Các bạn thấy cái app Telemetry View ở bên cạnh không? Cái một cái đấy là khá là hay nhá. Đó. Mình đang sử dụng cái con RX Deep, thành ra nó tự làm ấy. Thành ra nó báo Telemetry nó hơi nhiều các bạn. Không sao. Bây giờ mình sẽ cua lại xong rồi mình sẽ hạ cánh các bạn nhá. Chúng ta sẽ hạ cánh. Độ cao vẫn hơi cao nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ cua lại này. Có vẻ là có thể cắt ga đi. Đỡ cho nó nhanh. Đi xuống nha, máy bay cho nó đi xuống nha. Vào đi tuân tu hô, vào về toi các bạn. Còn ngay trên đầu luôn rồi. Bây giờ mình sẽ hạ cánh nhá. Rồi, mình sẽ cho nó ổn định một chút để mình hạ. Rồi, các bạn này ngon rồi đấy. Hạ cánh ngay đầu đấy rồi. Hay quá. Thực sự hôm qua thì hơi phê, hôm nay đã ngon lành. Hạ nào. Ta-dam. Yes. Rồi, thì mình đã hoàn thành xong clip. Đó là bay thử. Thì clip này có hai phần các bạn nhé. Thì ngày hôm qua là máy bay của mình nó đã gặp một số vấn đề liên quan đến pilot, chính là mình đã bay quá chậm để dẫn đến bị thất tốc. Máy bay của mình đã bị rơi xuống thì nó chỉ bị hiện tượng đó là dính bùn quá nhiều. Và mình đã xử lý xong, rửa sạch các thứ. Ngày hôm nay mình đã bay test lại và mọi thứ đã chuẩn chỉ và mình thấy là ok rồi các bạn nhé. Đó thì ngày hôm nay thì có thêm một chút nữa là mình đang sử dụng thêm cái app Telemetry View. Cái app này sẽ hiển thị các cái thông số của máy bay, rồi pin, rồi dòng xả, sóng, xỉu rồi. Hiện đặc biệt là hiển thị cái vị trí của máy bay trên map. Đó.
các bạn cảm thấy video này hay nhá, thì đừng quên ủng hộ mình bằng một like, bằng ký kênh nhá, để mình có thêm những động lực khác, để mình có thêm động lực để ra những clip khác hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem clip, chúc các bạn bay thành công nha.